Là ai này nữa? Không làm được cái gì nên hồn. Trước hôm ba mình đã dặn là chống cái cây đu đủ để lên. Bao nhiêu quả để có thấy mất phí không? Giờ đi mua rau bao cái gì đắt đỏ, ba mấy 40.000 một cân rau, chỗ này phải đến mấy chục cân đi chứ. Kho này, xào này, làm nộm này cũng phải ăn được hàng tháng trời. Cũng là người không biết tiếc của. Đàn ông đàn an không nhờ được cái tích sự gì cả. Gì mà cứ ạp 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 như cái vịt nó chấu nước ấy. Ông mở to mắt ra mà nhìn đi. Ông có biết chỗ này nhân lên bây giờ là bao nhiêu tiền không? Tôi đã nói rồi, cả nhà cả cửa có hai cây đu đủ. Trước khi bão thì chống nó lên, dựng nó lên. Bây giờ nhìn thấy đấy, ăn không ăn được, lợn gà thì không có. Lãng phí. Lũ lụt gì trên tay thì phải trách ông trời. Chứ sao lại cứ dồn vào đầu tao để nói tao có làm nên bão à? Ê, cái quan này mình không làm nên bão nhưng mình phòng chống được, ông hiểu không? Đàn ông ở nhà để làm cái gì? Công to việc lớn những cái việc nặng là phải đến tay thằng đàn ông chứ. Cái gì đợi con vợ để làm? Trước gì mấy cái này ấy, ruộng nó còn ngập hết kìa, chả tháo bỏ nước đi thì nó còn hỏng hết cả hoa mấy màu ấy. Bà đưa cái giỏ xuống đây, nhặt vào để xong mai sang cho bác hàng xóm bác nấu cho lợn, nhà mình có đâu. Chỉ được cái... Chỉ được cái gì? Nói không đúng rồi mà vẫn còn cái. Chị đúng. Hối hết rồi đây này. Tính ra cũng lời đến 20-30 cân đấy chứ. Không phải ít ỏi gì đâu. Mà rau cỏ sau bão thì cái gì nó cũng đắt. Nhặt đi. Mà đây này, làm đâu mà bỏ đấy. Con dao này hôm qua tôi tìm thứ gọn hoa quả cho trẻ không thấy. Giờ nó nằm ở chân ông cái kìa. Rồi rồi rồi. Cắt. Làm cái gì, làm đâu bỏ đấy. Sao lại phải một người đi dọn nữa. Nào quay về chỗ kia, còn mấy quả xấu xấu đấy thì khả năng là phải bỏ thôi. Nó thối rồi còn đâu nữa. Bỏ, mấy quả đấy bỏ. Bảo Khanh vào. Khanh. Lãng tai à mà không nghe thấy. Khanh. Chứ, anh phải vào tắm rửa cái ngứa người quá. Đã bóc xong đâu mà ngứa. Đấy, vừa nói buông mồm xong nhặt được cái con dao con thì bắt đầu lại kiểm liếc các thứ để hết ở đây. Anh hi, ông quay lại đây tôi nói nhanh lên, ông nhanh lên đây. Ông vừa làm cái hành động gì? Chỉ có ông thôi nhá, tôi biết ngay mà. Thì anh cũng có định. Ngoài ông ra không có ai nhá, tôi lạ thừa. Chị anh cũng đợi anh cất này, ở đây cất mà nó còn ở đây đúng không? Đây tôi vừa mới nói xong, nhặt cái dao lại bỏ cái liềm ở đây, mang vào cất đi. Làm đâu bỏ đấy, cứ một thằng đi làm một thằng đi dọn. Anh cài vào chỗ để dao cho tôi. Cài chỗ để dao nhỉ. May quá chưa phát hiện mình. Đánh chuyện của nó chứ. Đầu hết rồi. Mưa to mà. Đó. Cho à? Cho một thùng bia đi. Một thùng bia anh? Vâng. Anh có uống đá không? Uống bia không có đá thì uống bia nóng à? Đây. Sẽ có gì ngon nhất cho ta đây? Đang thì chán đời quá nên là. Anh đi bao nhiêu người để em lấy cốc? Có một mình thôi. Một mình à anh? Vâng. Anh ơi, anh uống đi. Sẽ có cái gì ngon nhắm được thì cứ cho ra đây. Nhưng mà anh có tâm sự gì hay nào mà lại buồn? Đi uống bia lại không đủ bạn đi uống, lại uống một mình à anh? Thế uống một mình không bán à? Không, nhưng mà em thấy anh hôm nay thế nào lại cứ buồn buồn ấy. Thế có việc gì à? Buồn thì nó... Cái nỗi buồn này của tôi... Nó
theo tôi từ ngày tôi lấy vợ. Thế là thế nào anh? Chị tôi hỏi cô nha. Vâng. Là một người đàn ông, đi kiếm tiền bằng thật. Vâng. Mà lại cứ phải trộm đúng cái đồng tiền mình làm ra, thế thì cô bảo vui được không? Sao anh lại đi ăn trộm cắp thời buổi nào rồi mà còn trộm mới cắp? Tiền của mình thì cứ thế vào mà lấy, không thì bảo vợ đưa cho, sao lại trộm cắp thế thì chết. Này mà tại sao cô lại nói lên tôi là ăn cắp ăn trộm nhỉ? Ý của tôi không phải như thế. Thì anh vừa bảo là phải đi ăn trộm tiền mà. Có nghĩa là tôi kiếm ra đồng tiền cho gia đình. Vâng. Đấy. Mà tôi lại không được mà. Không được cầm ấy. Mình không được thoải mái đi đâu là cũng phải ngửa tay xin vợ ấy, hiểu không? Ui giời ạ. Thì bây giờ ạ. Hôm nay tôi thấy nhục rồi đã. Nói thì nói thế. Vợ tôi nó hở có một đồng ở túi quần mà tôi phải nhìn mò mò tôi phạm tội như cái thằng ăn cắp vặt đấy. Thì sao anh không đường đường chính chính ra mà lấy, thì phải thập thà thập thò, bây giờ phải ăn năn với giả hối lỗi. Đường đường chính chính lấy mà lấy được à? Lấy được thế thì tôi lại chả phải buồn. Mà vợ anh cũng ghê gớm nhỉ. Bây giờ làm được thì phải tiêu được, chứ chẳng nhẽ lại bắt làm mãi à? Em lấy chồng lâu chưa? Em có lấy đâu mà lâu. Thế gì? Làm sao mày hiểu được? Giá như mà em có suy nghĩ như thế nào mà anh gặp được em là vợ của anh thì anh đỡ buồn bao nhiêu. Ôi giời, em chả biết phụ nữ bây giờ kiểu gì. Chứ bây giờ đi làm thì chồng làm, vợ cũng làm. Thì tiền thì phải bỏ vào một cái quỹ chung, xong thì ai thích lấy tiêu thế nào thì tiêu. Cứ như em á, ai đùa bao nhiêu cũng cầm. Ví dụ mà tiền của ai miễn mình không cầm nhầm, không cướp của bóc của người ta là được. Chứ bây giờ làm được là phải tiêu được, thì đến lúc ốm đau ra đấy thì lấy đâu. Vào giờ lấy chồng đi nhá. Ăn nhiều cái rau muống vào cho nó dậy thì nhanh lên mà lấy chồng đi, mới hiểu được. Gớm đến lúc có chồng rồi thì bắt đầu cũng quản chồng như bao nhiêu người vợ khác thôi. Không, anh ạ, quan điểm của em nó khác hoàn toàn. Bây giờ tiền làm ra là để cơi nới kiến thiết là một phần thôi, cũng phải trang trải cuộc sống. Bây giờ á, chồng có công việc của chồng, vợ có công việc của vợ. Giờ tiền nong thì tiêu thì phải tiêu, làm chung rồi tiêu cũng phải tiêu chung. Thôi. Vợ anh nói được những cái lời này thì anh lại chả phải trộm tiền của mình tiêu làm gì. Nhưng mà vợ anh ghê gớm lắm à? Không, nó cũng chả ghê đâu, nhưng mà muốn một lần muốn giao ông không biết hỏi nó, cứ như kiểu là mình phải phải van xin này nọ ấy, em hiểu không? Đấy là cái chết. Em nghĩ cho bản thân là người đàn ông xem thế thì nó có bị tổn thương không? Thế là bác lành đấy. Chứ không phải như sau này em sợ chồng em mà lấy chồng em thì em nghĩ là nó cũng chả để thế đâu. Tiền của nó vào nó cứ thế nó lấy, không cho nó lấy thì nó còn tám cho ấy. Đằng này lấy tiền của mình rồi ra cũng nát cũng núm. Không, anh cũng định mấy lần cũng định dạy cho vợ một bài học đấy. Nhưng mà anh sợ đánh nó xong nó bỏ đi, nó cầm theo cả đồ chơi của mình, nó mình lại mất tiền đi thuê đồ chơi chỉ nó tốn. Thì bác lại bỏ tiền ra mua đồ chơi mới về mà chơi, đồ chơi cũ thì thế kiểu chỉ gì còn nó chạy hết. Nói chuyện chó gì là một gia đình nữa. Anh phải kìm nén đấy, anh phải nuốt đắng ngậm cay trong lòng để cho cuộc sống gia đình nó. Thôi bác làm bác uống đi để em đi làm cho bác ít đồ bác nhá. Từ lúc em nói vui thế thôi. Chứ còn người vợ nào mà chả phải muốn giữ tiền để mà làm ấm cung gia đình, sau này đề phòng mình ốm đau bệnh tật. Chứ còn tiền đưa cho các bác thì ra nhậu nhẹt rồi mời bạn bè thì cũng hết. Thôi để em làm cho cái đĩa thì bé bé một mình bác nhậu nhá.
Thế là từ nãy đến giờ mày tâm sự gì là cứ lúc đầu một đằng mà giờ lại quay ngoắt buồn nhẻo thế thì... Như thế thì ta không nói còn hơn. Đúng là cái miệng lưỡi đàn bà giống nhau. Mày cứ sao mày cũng làm vợ cũng thế thôi. Về vợ con còn chờ nhá. Thanh toán à? Vâng. Thế là hết bao nhiêu tiền? Mấy đây cái, mấy cái tiền? Của anh hết 480.000 anh ạ. 480.000 à? Vâng. Thôi không cần phải. Không phải trả lại đâu. À, anh lấy thêm gì à? Thôi không. Tôi to luôn. Thôi không phải trả lại nữa. Thì chết. Thế thì liệu về vợ bác có nói gì không? Nói cái gì mà nói? Giờ là gì? Tao phải lấy lại đúng vị trí người chồng. Thích chiêu gì là việc của ta. Mà thôi được rồi. Ai vợ bác biết là 500 mà hết 408. Thôi. Vâng. Cho mượn cái cai dao kia hát một bài. À bác thích hát à? Vâng thì để em mở cho. Xem nào. Alo. Đấy, được rồi đấy bác. Đấy bác cứ hát đi nhá, lúc nào hả rượu về cũng được. Mở cho một cái bài xúc động cuộc đời. Xúc động cuộc đời là bác bài gì nhỉ bác nhỉ? Là cái bài xúc động cuộc đời. Xúc động cuộc đời là bài gì nhỉ? Đây. Đời là phù du, có nghe gì đâu. Thôi bác hát đi nhá. Không phải âu sầu, đời biết gì về đâu. Cuộc đời buồn đau, biết gì về đâu. Anh ơi dậy 2 giờ chiều rồi anh ơi. Dậy thanh toán đi em gái. Thanh toán à? Vâng. Hết bao nhiêu tiền hả? Của anh hết hơn 800, 880 anh ạ. Cẩn thận.
bán trên là mất khách đấy. Em nói nhầm. Vâng. Mất khách thì còn giấy tờ ở đây mà bác. Nói vậy thì đúng tâm con người vào làm bán hàng là mới thu hút được khách. Rồi em tưởng bác say mà bác vẫn còn tỉnh lắm. Say. Đấy nhớ lời. Vâng bác thông cảm. Nhiều khách quá em cũng hỗn độn hết cả lên. Đấy 48 thì để em gửi lại bác 20.000 tiền thưởng. Thôi. Đấy 20.000 bao luôn nha, để lần sau nhớ bán hàng nó phải có tâm một chí, đừng có thấy người ta hay mà lại lợi dụng vào đấy mà tính tiền thêm, biết chưa? Vâng, thế thì bác không cảm ơn, thế bác có dùng nó không để em chạy ù xuống em làm thêm. Thôi về. Tưởng bác say thì bác cứ ngủ giấc nữa.